Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng của ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2023. Và tôi thú thật rằng là không hiểu cái thế lực nào mà cứ cứ nhằm vào kênh Trang Trang TV, cứ nói nhiều như thế. Kênh Trang Trang TV thì đã có cái tuyên ngôn chính thức của mình rồi, rất là rõ ràng, rất là mạch lạc. Và tôi nghĩ rằng là chỉ có những người ở trong cái đối tượng mà kênh Trang Trang TV cho rằng là phải phê phán thì mới sợ cái tiếng nói của kênh Trang Trang TV mà thôi. Nhưng biết làm sao được. Xin thưa với các bác, sáng ra khi mà gọi rằng là vừa lấy lại được cái kênh Trang Trang TV official hôm trước thì lại tiếp tục là bị tấn công và cũng đã bị chìm nghỉm rồi. Kênh Trang Trang TV số 7 thì cũng bị tấn công luôn. Thế cho nên biết làm thế nào? Các bác giúp tôi xem rằng biết làm thế nào. Thôi thì các bác hãy hỗ trợ bằng cách rằng là tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo và ủng hộ kênh Trang TV nếu có thể nha. Cảm ơn các bác. Ở cái phần comment phía dưới tôi cũng đã để một cái kênh mới của tôi ở đó. Thì các bác hãy tích cực là các bác đăng ký nha các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thật sự là rất là đáng buồn. Đáng buồn. Thật sự là khi tôi làm kênh Trang TV á, đến bây giờ thì đã được rằng là 3 năm, 3 năm và gần 1 tháng, tức là hơn 3 năm rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao mà có lẽ kênh Trang TV là đang góp phần cùng với nhà nước, cùng với Đảng, sau đó rằng là tấn công lại những cái thế lực, những cái luận điệu xuyên tạc, mà không phải bằng cái cách chửi bới, không phải bằng cái cách tranh cãi, không phải bằng cái cách sỉ nhục nhau như là những cái đối tượng những đối tượng cờ đỏ mà hay áp dụng cách đó, mà kênh Trang Trang TV thì dùng những cái luận điểm, luận cứ, số liệu và thậm chí rằng là những cái nguồn tin, những cái tin tức ngay từ chính những cái trang, những cái tờ báo của nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam. Để từ đó để bảo vệ được một cái gọi rằng là để từ đó để mà bảo vệ cái sự toàn vẹn lãnh thổ, một cái sự gọi rằng là độc lập dân tộc và cái sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và Nhà nước. Không phải bởi vì cái nhà TV sợ bị thế nọ, sợ bị thế kia, mà đó chính là bởi vì kênh Trang Trang TV là nhận thấy cái điều này mới là tốt nhất cho quốc gia, cho dân tộc. Và các bạn là như thế. Trong cái phần mà cái video clip mà tuyên ngôn của kênh Trang Trang TV thì tôi đã giải thích cái điều này rất rõ rồi, báo cáo như vậy. Thế nhưng có lẽ chăng ở trong cái phần của kênh Trang Trang TV nó có cái phần một trong nghĩa là bốn đối tượng phê phán, thì trong đó có cái đối tượng là giặc nội xâm. Và giặc nội xâm thì thật sự với các bác rằng là rất kinh khủng, chúng nhiều cái thủ đoạn, chúng nhiều cái thủ đoạn. Chúng đang phá hại đất nước mình từ bên trong như là một loài sâu làm cho một cái thân cây nó bị mục ruỗng, và khi chỉ cần một cơn gió nhẹ là cái thân cây đó nó không còn giữ được cái sự chắc chắn của mình và chắc chắn nó sẽ bị đổ sụp xuống hoặc là nó sẽ chết một cách từ từ đó. Thế cho nên đối tượng này á có vẻ như không thích kênh Trang TV nhiều lắm, bởi vì từ 3 năm, từ hơn 3 năm kênh Trang TV thành lập thì ngoài cái việc mà phanh phui một số đối tượng có những cái dấu hiệu vi phạm những nguyên tắc của Đảng, vi phạm pháp luật của nhà nước thì cái Trang TV đã lên án rất nặng nề. Đặc biệt một số những cái thủ thuật của những cái nhóm lợi ích, của những cái nhóm lợi ích từ cái việc mà ban hành chính sách cho đến cái việc mà thực thi chính sách, từng cái quy trình, từng các bước cụ thể, từ đó chúng ta thấy được rằng là cái mấu chốt của cái việc này, mấu chốt của cái việc này thì nó ở chỗ nào, và nhà nước ví dụ như là thanh tra, ví dụ như là ủy ban kiểm tra vân vân thì có thể thông qua gợi ý đó để mà bắt sống được cái chỗ đó, chỗ này. Không chỉ việc mà góp ý trong cái việc phát triển chính sách thì kênh Trang Trang TV cũng đã rất nhiều lần, đã đưa ra những cái gọi rằng là cái quan điểm cũng như là những cái giải pháp của mình về những cái vấn đề đó, và không ít chắc
chắc chắn là không ít rồi. Các bác nào theo kênh từ 3 năm nay thì các bác sẽ thấy rằng là kênh Trang TV là nói trước những cái giải pháp như thế, và sau đó một cách vô tình thì trùng hợp với cả ý kiến của Trung ương Đảng, của bác Trọng và rất nhiều người, là những cái giải pháp đó là được đưa vào trong các nghị quyết, trong các kết luận, nghị quyết của Trung ương, rồi các kết luận của Bộ Chính trị, vân vân. Đó là cái điểm mà chúng ta phải phân biệt rõ cái việc mà xây xây dựng với cái việc mà phá là nó như thế nào. Cùng là dùng những cái máy móc, cùng là dùng những cái công cụ, nhưng mà công cụ thì người ta dùng để phá, còn công cụ thì người ta dùng để xây, cho nên là phải biết rõ. Với lại á, chính thức rằng là đối như đối tượng tấn công với trang trang TV á, thì tấn công bằng cái cách rằng là giả mạo bản quyền, tức là những cái video clip như hiện nay như tôi các bác đang chia sẻ thế này, thì hoàn toàn nó là cái tiếng nói của tôi, cái hình ảnh của tôi, thậm chí là cái ảnh background này thì đều là những cái ảnh có bản quyền đó, ảnh có bản quyền được bác Hiếu Văn, bác ấy tặng tôi. Để cho nên rằng đây là cái mà mình có thể nói rằng là gần như không thể nào mà vi phạm được, thế nhưng mà chúng vẫn có muôn vàn cái chức quỷ để mà làm việc đó. Rất nhiều bác thì cũng đã nhắn tin và đã comment lần trước, thì comment rằng là tại sao mà không 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 đi mà tấn công những cái kênh phản động xuyên tạc một cách rất là khủng khiếp, thậm chí là bôi nhọ chế nhạo như là kênh N10 TV hay một số kênh khác, mà lại đi tấn công vào kênh Trang Trang TV, một cái tiếng nói có thể nói rằng là rất là chân thành, rất là chân thành. Tại sao lại thế nhỉ? Đó, hay rằng là kể cả bọn phản động kia thì nó ở nước ngoài, nó cũng chỉ là chửi rồi nói xấu, nhưng nó cũng không dám nói đích danh là ai, hay những người đứng trước cũng không đưa được những giải pháp, hoặc là không chỉ ra được rằng là cái phần nào là dễ tới tham nhũng tiêu cực để mà góp phần dựng xây bằng những cái giải pháp mà kinh đưa ra. Hay chúng nó sợ cái điều gì, đúng không? Sợ cái điều gì thì thật sự tôi rất khó để có thể rằng là chia sẻ với các bác mọi người. Thế mới nói rằng á, có một vị đã nói rằng là chống chống tham nhũng tiêu cực là nhiều khi là chúng tôi chết trước, là bởi vì là có nhiều vị cao lắm, nhiều vị không muốn nghe tiếng nói đó, trong đó tinh thần của chủ trương của Trung ương thì rõ ràng, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, rồi người dân là giám sát cán bộ đảng viên, và đặc biệt là đảng viên lãnh đạo ở tại nơi làm việc và cũng như là nơi cư trú. Tất cả những cái đó đều được đưa ra trong các kết luận, và không dưới một hai cái, và bây giờ đã thành 4 5 cái rồi. Và những phát biểu được đưa ra thì cũng không chỉ là chỉ một hai người phát biểu, mà hiện nay là rất nhiều người cũng đã nhấn mạnh, rất nhiều lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam thì cũng đã nhấn mạnh cái điều đó. Vậy mà tất nhiên đây không phải là chủ trương của Đảng trong cái việc mà phá kênh Trang TV, bởi vì nếu như mà cần đấy, tôi mà có cái vi phạm gì thì có thể rằng là bộ 4T bộ sẽ gọi tôi lên nói chuyện, đúng không? Hoặc các anh an ninh, các anh công an, các anh phòng PC05, PA05 thì các anh cũng hoàn toàn có thể là gọi tôi lên để mà nói rằng là cái này chúng nói chưa được, hoặc thậm chí rằng là gọi điện, và tôi rất tích cực tôi hợp tác những cái việc thế. Thế nhưng mà tuyệt đối không nha các bác, cả năm nay không ai gọi tôi cả. Đó. Điều đó cho thấy rằng là tôi cũng không vi phạm cái gì. Thế nhưng mà có vẻ như một số người nào đó cảm giác rằng là cái vụ việc này, hoặc những cái gì tôi nói tôi chia sẻ là nó có thể là chạm hoặc phạm tới ai đó. Ví dụ như việc Trần Hùng này chẳng hạn, các bác thấy không? Rất trùng hợp, hay rất trùng hợp. Đó. Khi mà nói về vụ Trần Hùng thì kênh là bị sập liên tục. Vậy thì đối tượng nào đứng đằng sau nếu như đấy là sự thật, đúng không? Nó rất là logic thôi, đến viện kiểm sát, bên dưới quyền công tố ở trong cái vụ án Trần Hùng còn nói rằng là logic cũng có thể kết tội mà, đúng không? Đấy, hợp mà, coi như đủ chứng cứ mà. Vậy thì tôi chỉ nói rằng là cái logic nó như thế này thì liệu rằng là có ổn hay không. Ôi, không biết nói thế nào nữa. Thì cảm ơn tất cả các bác nha, chúc các bác một ngày tốt lành, và nhớ 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 ở phía dưới comment ấy, thì tôi có cái kênh mới tôi để ở đó, thì các bác cũng thích cái đăng ký. Mất kênh này thì mình lại làm kênh khác thôi, biết làm thế nào được. Cảm ơn các bác rất nhiều.